Hình chưa? Đấy, đây là cái bàn tròn thế vài chữ. Lúc về sân Tây không thấy chữ đâu, đây ký cho mình vào cái ghế nó đi. Chà, quan trọng mà. Thôi gọi là đây. Ký cái gì cầm. Ký gần như để xác nhận cái mẫu ghế. Thôi cứ vòng ký một cái được. Thế còn thì đây nhìn xem có còn cái khác ở đây không? Hiền ơi. Xem cái mẫu hoa lan tây này xem còn ở đâu. Còn một cái ở dưới ạ. Không, mẫu lan tây này không phải cái mẫu kia đâu. Lan tây còn gì nữa, phải lấy chỉnh được, nó chạy vâng. Trong khung mà. À vâng, anh ơi, nó điều chỉnh mà. Nó chạy trong khung đấy. Cái này ghế hay bàn? Bàn thì đây rồi. Ừ, ghế gì? Còn 7 cái ghế nữa. Ghế ở dưới mà. Ừ. Anh, ghế ở dưới mà. Ghế dưới. Ừ. Bàn sinh nhật đấy. Nhật đấy. Ừ, bàn sinh nhật nếu mà em thích cái nào đấy vân đẹp đấy trong vâng. Cái này của khách rồi. Cái này của khách rồi nhưng mà đấy còn thì mấy kia. Em thích cái nào thì em cứ ký nháy mà. Đến lúc rồi em về em điện hay sao? Có tại vì nó căn cứ vào cái phòng ăn của em. Vâng. Nhớ cái phòng đấy vân đẹp lắm đấy. Em cứ nhìn mặt trái là ra. Đấy. Không cần lật mặt phải. Mặt phải nó bao giờ nó phải đẹp hơn mặt trái. Bọn anh chọn rồi. Em vừa bảo vừa chuyển về cái cổng làng mía là cổng làng không phải đấy. Cổng chùa mía nhưng vẫn là làng Đường Lâm à? Vâng. Thế làng cái chùa mía chính là Đường Lâm đấy à? Đường Lâm đấy. Thế còn nhưng mà em lấy cái ấy thì lấy cái bàn đấy. Anh sẽ lấy bàn đấy. Ồ thế em phải ghi chứ. Em ghi chữ Đường Lâm vào đấy cho anh. Không thì nhiều khách anh không biết là ông nào ký đâu. Ừ. Đường Lâm nữa rồi. Hôm nay đúng hôm về mất điện này đâu. Ừ. Thôi đại ý thế rồi. Có bọn em mà vất vả. Đã thế mất điện thì đã có máy phát rồi còn có điện xong là tắt đi.